Hello cô bác, nắng quá. Nắng nhìn mấy bông hoa dâm bụt là cho nó khí thế nào, mấy đỏ rực như đèn lồng phố này. Hoa không bao lúc nào hết. Chắc phải tầm qua hết tháng 8 nó mới không biết có hết hoa không, rồi tiếp tục ra hết cái hoa này đến hoa khác. Rụng này, mưa gió nó rụng hoa này. Ngày xưa các bác có hay tước cái này ra không? Hay tước cái nhụy này ra lấy cái nhân ở trong ăn không? Lấy cái nhân này này. Cái nhân là cái nhụy là cái hạt này này. Cái hạt trong này ăn nó béo béo này. Đấy. Tước ra hồi trẻ trâu hồi nhỏ này. Dâm bụt ngày xưa là toàn trồng bờ rào mà. Bờ rào dâm bụt và trẻ con cứ hay tước cái hoa ăn. Đấy, bắt đầu nắng thấy cũng rát rát rồi đấy. Cây cối được nước mưa vào nhìn khủng khiếp. Vừa cắt xong bên kia các bác ạ. Vừa cắt xong bên kia đấy. Đấy. Dọn dẹp chút cho nó, nhìn cho nó gọn gàng, nhìn nó khác. Để tùm rồi cỏ rác khiếp ạ. Đang để cây, chờ cây này nó ráo nước. Vừa nhấc ở cái máng nước ra để làm cái này đây. Các bác nhìn thấy nó kinh không? Có ít lâu thôi mà nó rừng rú này, khủng khiếp. Cỏ rác. Nhìn này thì chả nhiều ai anh em mà mới đến ấy mà không biết thì chắc bỏ qua chẳng để ý. Đấy, còn mà cắt ra lại thấy thích. Như cái kia cắt ra vừa nãy xấu xấu, cắt ra hay phết ấy. Ok, cùng em làm cây này các bác nhé. Làm nốt cây này để nghỉ trưa thôi. Cây này thì chỉ cắt lấy form thôi à, chứ nó còn non mà. Dăm dưỡng nó còn non thì cũng chưa đến lúc mà vặt trụi lá. Đấy, tổng chưa? Đợt này làm răm nó bay đi một chút các bạn. Đợt này làm để răm nó dài hơn một chút, cho nó bay một chút. Bay bướm một chút. Trên xuống cho nó đỡ. Thank you.
gọn gàng đấy các bác, gọn gàng cỏ rác sạch sẽ rồi, kiểu như là làm mới tình yêu các bác, hâm nóng tình yêu. Cứ nhìn lôi thôi thì cũng chán lắm, lôi thôi thì cây nào nhìn cũng chán thôi, hâm nóng tình yêu. Rác đằng sau có cái phông này, nó không có cái màu xanh của cái cây như kia thì nhìn nó dễ hơn. Đây, quay ra đây tí các bác xem. Đấy, thấy không? Hai cái rễ này chắc tôi bỏ đi thôi chứ lấy làm gì đâu. Nếu ở ngoài này thì lấy tốt, bên này có lấy tốt. Cốt cán nó rất ok mà, không cần phải nuôi vách nhiều. Đấy. Các bạn nhìn. Có vẻ bên này ngược sáng, đứng bên này chút. Đấy, các bạn nhìn. Thấy không? Chân bệ nha, vừa nãy cỏ rác um tùm nha, cái cây cỏ me rất là dai, nhặt mãi mới sạch, còn mắc trong khe này nhiều lắm, không móc được, có cái nhíp không, nhíp nhổ lông nách ấy, hoặc là nhíp gắp đồ của linh kiện điện tử ấy, luồn mới vào được. Đấy, thấy không, thích không các bác, cho ý kiến nha, đẹp đúng không? Đấy, cắt như vậy, như này mà được rồi, đi chơi thì tốt quá, thì triển lãm. Đấy. Phê chứ các bác, phê đúng không? Phê đúng không? Đấy, chỗ này cắt đi bớt chỗ này một tí, giật đi chẳng gì, dầm đang thừa, đang dày. Chỗ này dối này, đấy, cắt chỗ này đi nữa. Để chút thịt ngay. Rối rắm. Đấy. Ôi, ngặt tỉ mỉ thế có mà không bao giờ hết được các bạn. Nhìn lúc lại thấy cái chỗ nhặt được. Để cho tách những cái bông này ra cho đỡ dính nha. Với nhau mà, đè nhau. Đấy. Đây rồi. Chỉnh sửa tiếp. Đây các bác thấy không? Thân cốt già, già kinh khủng luôn. Cây này thì già, già, già bạc trắng thân này. Người già bạc đầu, cây già thì bạc trắng thân. Xin quên. Đấy, còn hai cái này thì cắt nốt. Đấy, cũng nhặt nhặt lên, nó đang luồn lách ở dưới, nó co ở dưới. Để cắt đi tiếp. Cơ bản nó sẽ form nó sẽ như này thôi. Ok, cảm ơn các bác nhé. Thấy đẹp thì like và chia sẻ giúp nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo. Đấy, như vậy là gọn gàng được 2 cây rồi. Nhưng cây kia chưa đến tuổi làm. Cắt thì cũng được thôi, nếu chơi theo lối mới thì cắt luôn thì cũng ok. Nhưng mà mình chơi nó kỹ hơn tí. Sau cây nó quý, càng lì thì cây càng quý. Đấy, chứ muốn đẹp mà muốn có bóng thì nhanh lắm.